Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm đã có mặt tại thủ đô Hà Nội rồi nha các bạn. Hôm nay thì mình về với thủ đô và quyết tâm là phải tới được Hồ Tây các bạn để review. Tại vì rất nhiều lần khán giả kênh Phạm Dũng đã nói rằng lần nào Phạm Dũng về Hà Nội thì cũng ở phố cổ thôi mà chưa thấy ra Hồ Tây. Thì ngày hôm nay mình quyết tâm là ra đây, nhưng mà hơi tiếc là giờ phút này thì nó cũng hơi trễ rồi. Không phải là cái khoảnh khắc mà đẹp nhất của Hồ Tây, đó là hoàng hôn các bạn ạ. Không biết là cái cảm xúc của bạn Diễm như thế nào khi mà mình có mặt ở đây. Xin chào cả nhà nha. Đó là mỗi lần về Hà Nội thì mình lựa chọn ở đó là khu đường Đại Cồ Việt. Thì từ Đại Cồ Việt mà mình di chuyển ra đây thì đó cũng gần 30 phút. Nên là cái thời gian là vừa tới đây thì phải nói là tắt nắng luôn rồi. Nhưng có một cái khoảnh khắc mà Diễm cảm thấy rất là hạnh phúc là trên cái quãng đường đi thì mình có đi ngang Lăng Bác các bạn ơi. Đi ngang Lăng Bác lúc mà ánh nắng chiều hoàng hôn mới buông xuống thì lúc đó mình cảm thấy rất là ý nghĩa. Dù gì thì hôm nay đã qua 2 tháng 9 rồi, qua Quốc Khánh rồi, nhưng mà mình đi ngang Lăng Bác này, mình được về thủ đô thì đó cũng là cái niềm hạnh phúc rất là lớn rồi các bạn ạ. Thực sự là ngày hôm nay mình về tới Hà Nội vào lúc 4 giờ chiều cơ. Nhưng mà từ ngoại thành, từ sân bay Hà Nội mà vào đây nó kẹt xe quá lâu nên là mình tới hơi trễ một chút. Nên là cũng mong khán giả kênh Phạm Dũng thông cảm khi mà lần đầu tiên mình review một chút gì đó về Hồ Tây mà lại vào cái chiều tối như này, tại vì thực sự là thời gian không kịp các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn quyết tâm là phải có mặt ở đây để làm sao đó có một chút hình ảnh về Hồ Tây truyền tải tới khán giả kênh Phạm Dũng. Ngắm hoàng hôn này hay là chụp hình á, mà những cái bức hình đẹp về hoàng hôn ở Hà Nội á, mà được chụp ở Hồ Tây này thực sự rất là nhiều, và đó là cũng là cái niềm mơ ước của Phan Diễm. Nhưng mà hôm nay thì tới đây lúc chạng vạng luôn rồi các bạn ơi. Rất là nhiều người họ đi vòng vòng đây chơi ấy, không mát. Nhưng mà sao có thể có một cái hồ là cái hồ quá đó, rộng luôn. Hồi nãy thực ra là mình tới Hồ Tây vào phía bên kia, mình đi nhầm đường. Đã trễ giờ rồi mà lại còn nhầm đường nữa. Thì bác Tài mới nói là à, thế là cái quán con muốn tới là ở bên kia. Thì mình nghĩ là mình nghĩ là đi một chút rồi tới cơ, nhưng mà không ngờ là cũng phải 15 phút ở từ phía bên kia kìa. Đi vòng qua bên này mà lại còn đường một chiều nữa. Phải nói là Hồ Tây quá rộng. Rộng nhưng mà thật sự là mình nghĩ là nãy giờ đi đánh một vòng rất là xa luôn các bạn ơi. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là khi mà đi ra đây ngoài chụp hình nha, thì gần đây là có một những cái món ăn rất là nổi tiếng như là bún ốc nè, hay là bánh tôm anh Dũng ha. Bánh tôm Hồ Tây mình nghĩ là cái món nổi tiếng nhất. Rồi sau đó là bún ốc này, rồi ốc luộc cũng là một cái món mình rất là thích. Nhưng mà bạn Diễm có biết không, Hồ Tây này là một trong những hồ mà nổi tiếng nhất của Hà Nội. Đặc biệt nhất thì chắc là về Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm, là nơi mà mọi người tới thủ đô thì ai cũng tới hết. Nhưng mà Hồ Tây thì mình thấy là trong thời gian vừa qua rất là nổi tiếng luôn. Đặc biệt là những cái khung cảnh vào buổi chiều đó, các bạn trẻ check in ở đây rất là nhiều. Buổi chiều nay thực sự là hoàng hôn rất là đẹp luôn. Nếu mà mình về đây được vào lúc chiều á, tầm khoảng cỡ 5 giờ thì phải nói là rất là đẹp. Nhưng mà Diễm thì lại nghĩ vậy nha, đôi khi là mỗi một cái thời khắc nó lại mang một cái vẻ đẹp khác nhau. Ví dụ như ngày hôm nay là team Phạm Dũng về thủ đô, nhưng mà đi lúc chạng vạng thì bữa sau để tranh thủ đi sớm hơn các bạn ạ. Thì ngay tại vị trí này này, có một dãy quán luôn bán món bánh tôm mà mình vừa xuống xe thôi là mình ngửi thấy có mùi chiên thơm phức rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào nha. Thì Hồ Tây thì mình sẽ hẹn vào một cái dịp gần nhất, mình tới vào một cái giờ mà nó đẹp hơn thì mình sẽ quay nhiều hơn một chút. Còn ngày hôm nay là mình check in một chút thôi nha các bạn. Qua đường nha. Nhưng mà không biết hôm nay là ngày gì đặc biệt, sao mà nhiều xe quá ta. Nhiều xe đi vào ngõ này nhỉ. Xe này có phải là đi ăn bánh tôm hay là đi phủ Tây Hồ hay đi lễ ta. Hôm nay là mùng 1. Hôm nay mùng 1 à? Có thể là mọi người... Nếu mà hôm nay mùng 1 thì mình nghĩ là mọi người đi lễ đấy. Diễm xin chia sẻ là nếu mà ai yêu mùa thu Hà Nội thì bây giờ là chưa có thu nha các bạn. Đang nóng lắm. Hôm nay là mình đi từ Lào Cai vào lúc gần 10 giờ sáng nên là về tới thủ đô là 4 giờ chiều rồi. Mình đi từ đây là đã bắt đầu thấy là có bán bánh tôm rồi nè. Bạn Diễm có để ý phía trước rất là đông không? Chắc là mọi người đi lễ đấy. Bún cá, bún ốc. Người ta sắp rất là đẹp nha các bạn. Bánh tôm mà chất vung lên luôn vậy nè.
Mình nghĩ là trước khi mình đi ăn bánh tôm thì mình sẽ vào phía trong kia, nơi đang rất là đông đúc á, để tìm hiểu xem là hôm nay mọi người làm gì mà tập trung về đây đông vậy. Đi lễ thật là anh chị thôi. Nếu cẩn thận nha. Để mình dẫn đường đi nha. Đây 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 đây. Wow, phía bên này còn đông hơn nữa bạn Diễm à. Thật nha. Ở đây có biết chữ này bạn Diễm này. Biết sớ chữ nho. Đây là các ông đồ của thủ đô. Để Diễm thử trải nghiệm nha. Không không không. Chào các ông. Cái này là mình biết cái gì vậy không? Cái này là mời vào trong kia biết sớ để trình Phật Thánh thôi. Các con đi ấy thì mình bày mong muốn để biết vào sớ à? Con đọc tên đi nào, kiến chủ nào. Dạ, Phan Thị Diễm. Phan Thị Diễm. Diễm. Dạ, Diễm Ngọc. Diễm. Dạ. Phan Thị Diễm. Diễm phải không? Dạ đúng rồi, chú đâu biết bằng chữ nho nè. Diễm. Dấu hỏi nha ông. Sửa cháu. Sắc phong đây. Dạ. Diễm sinh năm bao nhiêu? Dạ, 1994. Sinh. Sửa cháu ơi. 1994. Dạ. Tiếp đi. Gia đình bố mẹ. Họ tên luôn ạ? Họ tên đây rồi, bạn đi chưa? À dạ, rồi họ tên bố mẹ ạ? Tên không tên bố mẹ thôi, chỉ cần tên bố mẹ. Bố tên Nam ạ. Họ tên Phan Văn Nam ạ. Phan Văn Nam. Dạ. Phan. Sớ để kiểu như là mình cầu sức khỏe mà. Nam hả? Dạ. Sớ cháu ơi. Sớ cháu. Nam sinh năm bao nhiêu? Dạ 1966. Sinh. Chưa cháu ơi. 1966 Bính Ngọ. Dạ đúng rồi. Tiếp đi. Mẹ à? Nguyễn Thị Duyên ạ. Nguyễn Thị Duyên. Dạ đúng rồi. Nguyễn Thị Duyên. Dạ. Duyên sinh năm bao nhiêu? 1972 ạ. Sinh. Chữ chú đẹp quá. 1972. Dạ. Tiếp. Anh trai ạ. Rồi. Phan Nhân Giang ạ. Định tưởng nó nhanh thôi nhưng mà chú là cũng khá là chi tiết ấy. Mình và Diễm là cũng lần đầu tiên tiếp xúc với cái này nên là cũng hơi lạ lắm. Anh Giang mà không? Dạ đúng rồi. Giang này. 1990 ạ. Sinh 1990. Dạ. Khỏe rồi. Ngọ. Đúng rồi, dạ ngọ. Bây giờ tới chồng con Phạm Văn Dũng. Phạm Văn Dũng. Dạ. Mỗi tờ sớ là cho một gia đình hay là nhiều gia đình được ông? Không, mỗi gia đình nào khác cho một gia đình thôi. Được chưa? Tại vì nếu mà bên nội bên ngoại là phải hai tờ. Đúng rồi. Đây là gì đây, vừa mới đọc đây. Đọc con, Phạm Văn Dũng à. Phạm Văn Dũng phải không? Lần đầu tiên bạn nào đã trải nghiệm thì comment nha. Phạm Văn Dũng này. Thực sự là mình và anh Diễm là vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết mà mọi chuyện đang diễn ra rồi. Thì các bạn cùng trải nghiệm nha. 19 mình thấy ông cười tươi mình vào thôi chứ mình không biết luôn. Đúng rồi. Dạ hết rồi. Hết chưa? Dạ còn kia là bên người này rất thông minh nha, đừng ngoài nói gì đâu. Không anh ông ạ. Nhưng mà tại sao ông lại không biết chứ sao ông biết? Địa chỉ nào? Địa chỉ nơi ở đấy. Dạ tỉnh nào? Tân Hòa, Tân Thạnh, Long An ạ. Long An tỉnh. Long An tỉnh. Long An tỉnh. Long An tỉnh. Sớ cháu ơi. Long An tỉnh. Ngày xưa ông vào Mộc Hóa cây lậy á. Mộc Hóa. Cây lậy là nhà quê nội con hả? Mà ông trai ông chạy giam Phạm Hùng lúc bây giờ. Cáo các cáo chưa sinh. Chạy giam Phạm Hùng. Ông là làm ở trại giam Phạm Hùng ở Mộc Hóa. Đúng. Ồ, vô tình thôi mà lại gặp một mình gọi là một thầy nho. Rồi rồi bây giờ thế này đi. Đã từng tới Long An. Tỉnh đây rồi. Long An tỉnh rồi. Dạ. Nào tiếp. Huyện. Huyện Tân Thạnh ạ. Tân Thạnh. Sữa cháu ơi. Tân Thạnh. Tân Thạnh. À Tân Thạnh. Rồi rồi. Tân Thạnh.
cái chữ này cũng hơi lạ ông ha. Đây này, ở đây gọi là chữ nho hả? Đúng rồi, tất cả đều nho hết. Nghe hơi lạ. Cái này là mình sẽ dâng vào ở bên trong phủ. Rồi rồi, Tân Thành rồi, chứ còn huyện Tân Thành rồi, xã Tân Hòa. Xã Tân Hòa. Dạ đúng rồi. Xã Tân Hòa. Rồi, thấy hồi hộp. Xã Tân Hòa. À, theo chữ nho thì lại ghi ngược, ghi từ trên đúng không? Đúng rồi. Tỉnh, huyện, rồi. Xã, rồi đúng nhà. Rồi, đúng dạ. Rồi. Đúng rồi, ghi dạ. Như thế là đúng đấy. Dạ. Thấy chưa? Dạ rồi. Bây giờ nhiệm vụ của ông là cầu cho toàn gia chung các con nhá. Chưa nhất bên nội là riêng nha các bạn. Này. Dạ. Bình an này. Công việc của các cháu này. Dạ. Công việc này. Dạ. Hành thông này. Dạ. Anh thông này. Dạ. Gia chung là gia đình đấy. Dạ. Gia chung này. Hưng thịnh này. Dạ. Đúng không? Dạ. Có buôn bán không? Không có. Dạ con có buôn bán luôn. Ban tài phát đâu? Dạ ban con cảm ơn. Ban tài phát lộc. Wow. Ông biết chữ đâu. Vạn sự như ý nhá. Vạn sự như ý. Dạ. Mà ông ơi, đủ. Dạ. Đủ hết rồi nha. Dạ. Rồi, đấy ơi. Đây dạ. Cô cháu đây. Nhưng mà ông ơi, ông là làm ở đây lâu chưa ông ha? Lâu rồi. Chỗ ơi, cô quê ngoài, cô quê ở đây. Dạ. Chỗ ông đi vào để ông làm bên người xưa lúc trẻ nó. Chạy ra giam. Dạ. Nhưng mà tức là chạy vô tánh chuẩn xác ở quận 3. Tức là ông 1. Là cán bộ chạy ra. Rồi. Dạ. Là cán bộ về hưu ạ. Nhưng mà sao mình lại lúc mà mình về hưu thì mình là gọi là cấp bậc gì không? Làm lung tung, làm đủ kiểu. Để nói nhưng mà ông cho con hỏi là cái chữ nho này mình con đi các đền á thì hình như là người ta không dùng chữ nho như ở đây. Có ít thôi. Ít thôi. Tại sao ở đây mình lại dùng chữ nho không? Thế đấy. Là gốc từ miền Bắc ra hay chỗ miền Bắc. Ba tờ ạ. Cô gái tuyệt vời. À, đây xin cái sức khỏe con nhá. Dạ. Một cái sức khỏe. Cái này thì đặt ở trong luôn hả ông? Rồi, buôn bán vào trong đây hóa đi, đưa đây. Vào trong hóa, hóa ông hả? Nhưng mà con muốn hỏi ông một chút là cái ngày hôm nay có phải là ngày đặc biệt không? Hay là ngày nào nó cũng như thế? Nó chỉ có mùng 1 tuần rằm hả? Mùng 1 là hôm nay. Dạ. Và 15 sau mới là tuần rằm nữa, lại một ngày nữa. Tức là 1 tháng 2 ngày? Rồi. Là sẽ có sớ như này? Rồi, đây là ngày hóa giải vận hạn nhá. Wow. Tại sao lại là có tới 3 tờ này luôn ông hả? À, có, để yên ông ấy cho buôn bán đây. Con ơi, xin lọc của ông này về là thứ nhất là sức khỏe này. Rồi đây đây hóa vào trong đây hóa hết đó đi thôi. Ba nơi hóa hết đi. Vì tụi con là năm nay được cũng nhiều việc quan trọng mà. Biết rồi. Có duyên là được gặp ông này là ông trong biết chữ nho cho. Người các cháu là ông biết là cháu là chữa cháu ơi. Chắn. Tham gia chiến dịch xã hội này ông biết rồi. Về chiến dịch xã hội. Nhìn đừng có nói đùa với ông đã từng trải là CIA rồi. CIA. Đây. Các giao dịch đi con nha. À, đây có giao dịch đàng hoàng các bạn. Đây. Nhưng mà ông ơi, ông hướng dẫn giùm con là bây giờ con sẽ vào bên trong con đặt ở đâu để hóa hay là như thế nào ạ? Có đặt các nơi đi, có địa điểm đây rồi. À dạ rồi. Cháu ơi. Chứa cháu. Này sơn trang này. Cộng đồng màu vàng, mẫu màu đỏ. Dạ, thì mình sẽ đặt ở ngay tại đó là được đúng không? Được rồi, đặt ở cộng đồng đây cũng được. Dạ, thế là cái viết sớ này của con thì bao nhiêu tiền ạ? 250. 250. Dạ. Ôi. Nhưng mà mọi người đi ban ngày, ban đêm như nhau hay là ban đêm nhiều hơn ạ? Ban đêm nó mát, mát đêm hơn. Ban đêm mát hơn. Tại vì con thấy là người đang ùn tới càng ngày càng đông hơn ấy. Nhưng mà phủ ở đây chắc là có lâu đời lắm rồi. Đây con gửi tiền, con chúc ông sức khỏe nha. Dạ rồi, con chào. À không. Rồi, con, đây, ba màu màu phong thủy nha, màu đỏ, màu xanh là phong thủy của Phan Diễm, màu vàng là phong thủy của Phạm Dũng. Rồi. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông nha. Em chào các ông ạ. Ở đây là có nhiều ông viết chữ lắm nha. Ngoài cái sớ này ở đây thì mình thấy có rất là nhiều đồ để đi vào bên trong phủ này, như là trái cây này, hoa này, nhang đèn này, giấy tiền vàng bạc. Thật ra thì mỗi nơi cái văn hóa phong tục này tùy nơi thôi, nhưng mà mình thì luôn quan niệm là có thờ, có thiên, có kiên, có lành các bạn ạ. Lần đầu tiên mình review về Hồ Tây mà lại được viếng
Phủ Tây Hồ luôn các bạn. Đúng là một cái chữ duyên. Mình luôn mong rằng mình sẽ gặp được nhiều duyên để review nhiều điều hay và điều bổ ích để gửi tới khán giả kênh Phạm Dũng các bạn ạ. Ở đây người ta bày hoa này thì rất là đẹp luôn ha. Hoa trang. Thơm quá ha. Hoa rất là thơm nha các bạn. Đấy. Mình tới đây là vì món bánh tôm Hồ Tây là bên kia kìa. Mình không ngờ là được vào bên trong phủ đi đi viếng luôn. Đi gọi cái này gọi là dâng sớ à? Dâng sớ. Lần đầu tiên là Diễm đặt chân vào vào phủ luôn nha các bạn. Nhưng mà ở đây Diễm thấy là bên hông bên ngoài này người ta bán bánh tôm với lại ốc á, người ta bày trí rất là đẹp luôn. Không biết là bên trong có cho quay phim hay không ha. Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến hành trình trở về của mình. Đây cũng là một trong những việc mà mình cho rằng có thể là đem lại may mắn và thuận lợi trong cái chuyến trở về của team Phạm Dũng các bạn ạ. Mọi người hình như là còn mua trái cây nữa. Có rất là nhiều. Nhưng mà mình do là mình chưa biết bên trong thế nào cho nên là Diễm định là sẽ vào dân sớ và mình sẽ để vào hòm với cái hòm để công đức, công đức đó các bạn. Đi hướng nào đông ta? Chưa? Bên nào đó? Bên nào đông nhất là mình đi hướng đó. À đây đây, mọi người đang đi về hướng này nè. Nhưng mà đây cũng lại là hồ này. Bên ngoài phía trước là Hồ Tây. Ở đây là có bà biển chỉ dẫn nè, Dũng này. Đi thẳng là về phủ Tây Hồ. Còn đi ngược lại là đền Kim Ngưu. Về tối rồi. À bên trong này có phóng sinh nữa này. Còn mình đúc đi em ơi, vào đây là em đã xôi nữa. Mời này. Mình phải đi làm xong nhiệm vụ thì mới được ăn các bạn. Cái mùi cơm rất là thơm luôn á. Đông quá. Càng vào bên trong mình thấy là càng đông hơn. Cái mùi nhang các bạn thơm và làm cho mình cảm thấy rất là yên bình luôn. Vừa mùi nhang này, vừa cái cơn gió mát của Hồ Tây. Và kèm với đó là mùi thơm của bánh tôm nữa. Wow. Trong này là mọi người đang sắp lễ này bạn Diễm này. À, tức là mình phải mua một mâm trái cây nữa. Ngoài sớ. Trái cây và bông trang. Đâu đấy, đang ở trong sắp lễ đấy. Nhưng mà mình có mua không anh Dũng hay là mình cứ mình vào mua một mâm trái cây cho đủ lễ. Ngoài ra quay ra đi vào đấy là mùi gì? Bạn Diễm mà đang sợ hơi bất tiện một chút. Cả anh Tây là cũng cầm luôn. Đi lễ luôn. À, hình như là mua hoa hả? Đúng rồi. Hay là mình xích qua bên này này. Mình thấy là trên mâm lễ của mọi người là có một cái bông hoa mà bạn Diễm hay gọi là hoa trang ấy. Thì mình cũng không rõ là ngoài Bắc mọi người gọi là hoa gì. Đây. Cái hoa này này. Hoa trang ấy. À đây là của anh này rồi. Chị có cái hoa này không chị? Đây. Cái này thì có đu đủ nè. Một mâm lễ như thế này bình thường sẽ bao nhiêu tiền chị ha? 270 là đầy đủ. 270 là đầy đủ. Rất hợp lý. Đây, trong này sẽ có trái cây này, rất là tươi luôn này. Rồi có bánh, có trà, có thuốc, có nhang, có nước, có rượu. Dạ, cho em bó hoa trang. Cái này là chia sẻ thôi các bạn là mình đây. Mình vào trong này thì ngoài người lớn ra thì mình thấy là các bạn trẻ như mình á đi vào làm lễ rất là nhiều luôn nha. Bình thường mình chỉ nghĩ là người lớn thôi đúng không anh Dũng? Nhưng mà đặc biệt là có một bó hoa trang. Bạn Diễm gọi là hoa trang đúng không? Đúng rồi, cho mình gọi là hoa trang.
bữa giờ thì cũng có một vài việc nó đang không thuận theo ý mình vậy các bạn. Mình cũng mong là hôm nay là ngày đầu tháng có duyên đến đây thì để dâng sớ. Chị đi lại bên kia và cầm lại cho mình một bó hoa trang rồi. Chắc là các gian hàng liên kết với nhau. Cái này mình sẽ vào mình đặt ở đâu chị ha? Đặt một ban không đồng. Nếu mà một ban chính thì đặt một nơi không đồng. Sân thì nước vào đây. À, ngoài sân phía ngoài to đấy. Dạ dạ. Của em là 270 chị ha. 270. Em gửi chị ạ. Chị có biết là tại sao mà mình phải dùng hoa trang mà không phải là hoa khác không chị? Hay là đó giờ như vậy rồi. Cái này là có mùa thôi, mùa này mới có. À. À. Bình thường không phải ngay mùa thì phải là hoa hồng. Càng ngày càng đông nữa bạn chứ. Dòng người kiểu là đang đổ về rất là đông luôn á. Định đi ăn bánh tôm thôi nhưng mà. Mình sẽ đặt chung với đây hả chị? À, cái này là đặt ba chỗ khác với nhau đúng không? À, có 3 ban. Đúng rồi. À, con chào chú. Dạ, khác không ạ? À, em đặt đây Lê công đồng, công đồng rồi đặt chung cái này, còn cái này thì em chỉ đặt không thôi, tại một mình em không mang được hết. Thì đặt hai cũng được, không đồng với mẫu chung một sân trang riêng được không? Thêm một lệ nữa không? Dạ rồi, cho em một cái này thôi. Một cái này. Cô có mang cái củ sấy khô nó đây kỷ niệm mà cô thủ tiêu không? Dạ, củ hủ dừa sấy khô lại con này để thưởng thức mỗi người thưởng thức. Dạ. Hy vọng là có dịp con mang cái củ hủ dừa ra đây. Mấy khi mình gặp ở đây này, quên cái đặc sản. Mình có củ dừa nhưng mà lại đang để trên ô tô ở khách sạn nên là không tặng chú được. Hơi tiếc. Tại vì khi mà tới thủ đô là mình không dám đi xe cá nhân mà chỉ dám đi taxi thôi. Con cảm ơn chú. Cảm ơn chú nha. Xem suốt ngày. Dạ, con cảm ơn ạ. Cảm ơn chú nhiều. Bạn Diễm là cảm thấy bớt lạc lõng chưa? Ở đây có khán giả kênh Phạm Dũng rồi đấy. Không, khi mà mình vừa mới đặt chân tới Hồ Tây là đã gặp một cô chú là khán giả ở kênh Phạm Dũng rồi. Bây giờ chú. Bây giờ mình sẽ vào ban công đồng. Mọi người có thể là mua ở ngoài thì lại vào bên trong này để thắp lễ. Nhưng mà mình mua ngay ở trong này rồi thì người ta sắp sẵn cho mình các bạn. Đây này, mọi người đang thắp lễ này. Hy vọng là bên trong mình sẽ quay phim được các bạn. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên mình tới phủ nên là cũng không biết là có được quay phim ở bên trong hay không. Wow, đông chưa? Đi vào bên trong một cách dễ dàng. Cẩn thận lạc nhau nha bạn Diễm. Dũng đi theo mình nha. Quá đông rồi. Ban con đồng quay sân lớn mà đặt ở đây. Wow. Bây giờ chỗ đâu để đặt? Trên này là rất nhiều à. Mâm lễ này. Hình như là mọi người tìm đúng cái mâm của mình để xin lộc hay sao ấy. Đây có một cái bánh này. Có đúng nghe. Đi cùng nhau kìa. Lấy đi. Tức là dâng xong mình sẽ xin lộc. Phải nhớ cẩn thận nha. Anh Dũng cầm giúp Diễm hai cái sớ này nha. Đúng không? Đông quá. Cẩn thận nha bạn Diễm, nó trượt đấy. Không còn chỗ để nữa các bạn. Đây, chị bắt cơm á. À, bắt cơm. Đó. Đúng là mình nghe rất là nhiều về phủ Tây Hồ ở thủ đô Hà Nội rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình mới lần đầu tiên được đặt chân tới. Mà đúng vào ngày mùng 1, ngày mà mọi người đi lễ rất là đông như thế này. Thì cũng góp phần cho mình cảm thấy địa điểm này vô cùng đặc biệt thôi. Nhờ đi ngủ nhóm quẹt quá. Cẩn thận nhang ấy.
kia mà trông kìa. Chú mang kìa, chú mang kìa. Tổng lơ hương lắm. Vừa đông vừa nóng các bạn, tại vì nhiều người tập trung ở đây quá. Thắp nhang bảo này, nhưng mà mình sẽ có một cái chỗ để mình thắp nhang ở bên này này. Đúng rồi. À, có một số vị khách thì thắp nhang vào mâm lễ luôn, nhưng mà bên này có một lư hương lớn để mình thắp nhang. Đấy, cháu để lễ ở trên sàn là đối diện chỗ khách ăn. Kỳ diệu thế này. Đây là bê tông chắp vá luôn nhưng vẫn sống rất khỏe luôn này. Đúng rồi. Phải chống đỡ bằng trụ sắt này. Chắc là cụ cây đã lâu năm tuổi lắm rồi. Cũng có rất nhiều điều ngày hôm nay, tại vì trong chuyến đi này thì một số công việc của mình và bạn Diễm ở Sài Gòn thì chưa được thuận tiện cho lắm, nhưng mà mình vẫn luôn cố gắng là các cái nội dung mình truyền tải trong những ngày qua trong chuyến đi này làm sao mà các bạn xem vui nhất và ý nghĩa nhất các bạn. Mặc dù đông nha, nhưng mà mình thấy là ai cũng trật tự ngay ngắn hết, không có bị chen lấn xô đẩy các bạn. Cứ từ từ rồi ai cũng tới lượt để dâng lễ để thắp nhang. Đông quá ha. Nhưng mà bạn Diễm cảm thấy cái mùi nhang thơm này, trầm ấm gió này, nó làm cho mình cảm giác là rất là yên tĩnh, thanh tịnh trong lòng các bạn. Khi mà mình bước vào những ngôi đền chùa thì mình cảm giác là mọi thứ nó nhẹ nhàng, nó tách biệt hẳn với sự xô bồ bên ngoài. Thật ra cái này thì chia sẻ với các bạn là đôi khi là mình cứ đi nhưng mà trong lòng mình không phải là quá mong cầu cái điều gì đó, mình đi chỉ vào là mình thắp nén nhang này, nhưng mà cái niềm tin ấy làm cho mình sẽ có thêm cái động lực thôi. Có cây này dáng rất là lạ luôn này. Ồ, ở đây là cây di sản bạn Diễm à. Cây si phủ Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ là cây di sản nha. Cây di sản Việt Nam đấy. Chào em. Đúng rồi, chị cảm ơn. Đúng không? Hôm qua em vừa xem luôn á. Hôm qua là xem ở đâu? Ở trên TV ạ. Nhưng mà đang ở đâu ấy? Đang ở gì nhỉ? Ở lễ hội gì vào mùng 2 tháng 9 á. Em quên mất. Ở Than Uyên Lai Châu. Bút xòe Than Uyên Lai Châu. Xong Than Uyên mình về Sapa và hôm nay là có mặt ở thủ đô đấy. Nhưng mà cho hỏi là hai bạn có thường vào phủ Tây Hồ để làm lễ không? Dạ em có. Thường thì mọi người tới đây với cái mong muốn như thế nào? Mình thấy giới trẻ vào trong này rất nhiều. Em thì mong muốn về công việc và tình duyên. À, mọi người hay tới đây để cầu tình duyên nữa đúng không? Dạ. À, mấy lần mà mình đọc báo đó anh Dũng là ở đây á. Ở đây là nơi cầu tình duyên. Tình duyên thì em thấy là ở chùa Hà. Em thì cũng không rõ là mọi người hay đến đây cầu tình duyên không, nhưng mà với bản thân em thì đến đây em nhất tâm rồi.
cầu cả công việc lẫn tình duyên. Nhưng mà xin gái mà lại cầu tình duyên là sao ta? Cầu được tìm chàng trai tốt phù hợp với mình. Cảm ơn hai bạn nha. Dạ. Nhưng mà mọi người là hồi lúc nãy có dân sớ không? Dạ em có. À, thế có thể là hướng dẫn cho chị với hai cái tờ xanh này là ban Sơn Trang này. Ban Sơn Trang ban... ở đây ạ chị? Ở đây. Vâng. À, còn ban... ban Mấu ở giữa này. Ở giữa. Dạ. À, cảm ơn hai bạn nha. Dạ. Mai 6 giờ sáng lên kênh Phạm Dũng nha. Dạ. lên YouTube gõ Phạm Dũng là sẽ thấy dạ. ngay đoạn này luôn. Dạ. Nào nhà em cũng xem anh chị luôn đấy ạ. Dạ. Cảm ơn gia đình nha. Dạ. Cảm ơn cả nhà nhiều. Vâng. Em cảm ơn ạ. Em chào anh chị ạ. Rồi, chào hai em nha. May quá, có một bạn hướng dẫn bạn Diễm để dân tớ. Ở đây là ban Sơn Trang. À, vì ở đây là mình sẽ không có mình là không có mua trái cây để làm lễ nên là mình sẽ gửi cái thùng chị cảm ơn nha. Chị vừa mới đặt ở giữa này trước được ạ. Ừ, đúng không? Đây ở giữa cũng là ở lễ mẫu rồi. À lễ mẫu là mình sẽ được cái xanh này đúng không? Ít cái đỏ này. Anh dạ dạ. Chị cảm ơn nha. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn hướng dẫn. Mình cũng như là một du khách thì các bạn lần đầu tiên tới với phủ Tây Hồ thì còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng quan trọng nhất là chữ duyên và cái sự thành tâm, tâm mình trong sáng trong lành. Này đông quá. Đây, mình vào bên trong nữa các bạn. Tự bảo quản túi sách, điện thoại và tư trang cá nhân. 2. Trong lúc hành lễ phải cảnh giác với kẻ gian lợi dụng tạo hoàn cảnh như chen lấn, xô đẩy để trộm cắp. 3. Nếu thấy có hiện tượng vỡ mắt hiện kẻ gian lợi dụng tạo hoàn cảnh như chen lấn, xô đẩy để trộm cắp. Ở đây là quan, còn ban mẫu là bên này. Mình chỉ xin ra thôi, mình đặt tiền rồi. Ở đây có gốm chu động này. Mọi người đi lễ quá đông nên là mình không có chỗ để vào bên trong để mình cúng nữa các bạn. Tiền công đức nhưng mình lại hòm công đức thì lỡ đây chưa nhìn hòm công đức này sao lạ thế à, nhưng mọi người vẫn bỏ mà không sao đâu. À, lần đầu tiên mình nhìn thấy hòm công đức mà sao bỏ tay qua được chứ chắc là không ai lấy đâu. Đây mình đi hỏi xem là ban mẫu đâu. Đây mình sang bên này đi. Đây là bên là ban mẫu, còn hai tờ sớ đúng không? Trên tờ sớ có ghi rõ. Ở khu vực nào cũng rất là đông đúng không ạ? Đây là không gian thanh tịnh nên là mình sẽ ít nói một chút nha các bạn.
mình cảm giác rất là linh thiêng luôn bạn Diễm, mà mọi người đều thành tâm xin và dâng lễ hết, nên là mình cũng không có dám nói gì nhiều ở bên trong đó, thì mong là các bạn thông cảm. Nhưng mà thực sự là lần đầu tiên mình tới với phủ Tây Hồ như này thì quá là ấn tượng. Mình thấy một cái nét văn hóa rất là hay, và mình mong là mọi nơi cũng sẽ như thế này, là mọi người vào thắp nhang rất là trật tự nha, yên tĩnh này, không ồn ào, không chen lấn, không xô đẩy, nói chung là rất là đặc biệt. Bây giờ còn một vị trí nào nữa bạn Diễm? Mình thấy là bên này này, khu vực cây di sản là mọi người cũng đang sắp lễ qua này anh Dũng ạ. Sắp lễ và dâng ở bên trong luôn. Mình sẽ lại ban sơn trang, là ban lúc nãy mình định đặt cái nhờ chưa đặt được ấy. Hầu như mình thấy mọi người đặt lễ rất là lớn luôn ấy. Đúng rồi. Xin lại một đồng để cho vào ba lô đi học cho giỏi. Mình muốn qua bên kia, phía bên đối diện này, mình thấn một cái nữa là hoàn tất các bạn. Cây to đẹp quá ha. Đấy, ngay phía trước mặt mình là Hồ Tây đấy, mọi người ngồi đây hóng mát một chút sau khi dâng lễ xong. Mọi người dâng lễ xong rồi ngồi đây rất là hay luôn ha. Đây, còn một vị trí bên này nữa. Bạn Diễm có nhớ mâm lễ của mình không? Mình thấy là mọi người dâng lễ xong thì hay xin lọc á. Ôi, cẩn thận, cẩn thận. May quá. May quá, vừa kịp lúc. Không sao cả. Chúng bạn gái kia. May là em đối được. Đây cái hạt đậu kia. Nhiều đấy, các bạn thấy là mọi người chất rất là dày luôn, nên là ai mà đến đây là phải để ý đó mà. Em thấy nhiều khi là đang lỡ thắp nhang mà rơi xuống. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cổng nhé các bạn. Ui, bánh tôm này, rất nhiều bánh tôm nha các bạn. Mà người ta kiểu khách mua mang về cũng nhiều lắm, hay sao mà đứng đóng hộp sẵn hết đây này. Thịt nướng này. Quầy nào cũng là siêu to khổng lồ. Đây, bánh tôm nữa đây. Nhưng mà mình sẽ đi ra một cái quán quen, cũng là một khán giả ở kênh Phạm Dũng các bạn. Đúng rồi. Thực sự là sau khi đi một vòng vào bên trong phủ Tây Hồ rồi dâng lễ, thì bây giờ Phạm Dũng cảm thấy là đói mà run tay luôn đấy. Nên là bây giờ mà ăn được một tô bún ốc này, một tô ốc luộc này,
và đặc biệt là một cái bánh tôm nó thì hoàn hảo luôn. Bánh tôm đi anh ơi. Dạ. Cái mùi bánh tôm ở đây mặc dù là nhà nào cũng chiên nhưng mà cái mùi nó thơm nha bạn Diễm. Nó không có bị gắt dầu. Dầu chất lượng ấy là mình cảm thấy cái mùi rất là thơm. Chú hồi nãy là có khách rồi này, nay có khách ngồi viết chữ nho này. Hình như quán mình không nhập là Nhâm Thình quán đúng không? Đúng rồi. Đây chính là quán bánh tôm mà mình muốn ghé ngày hôm nay. Mà đến từ từ nha. Em chào anh chủ quán. Anh vừa bụng quá. Anh tưởng anh ở trên Sapa. À em vừa về hồi chiều cách đây mấy tiếng. À thế anh thấy đang ở trên chú anh Hải mà. Dạ. Thấy đi chú anh Hải quay suốt mà. Hình như là chắc một năm rồi em mới quay ở đây hả? Đúng rồi, cũng khoảng cũng chưa đến năm đâu. Nhưng mà em thấy giờ này quán mình là ít hơn buổi trưa. Đúng rồi, trưa đông hơn, trưa là cũng đông khá đông đấy. Bánh tôm là anh bảo là chiên chiên là chiên ban ngày ha. Chiên ban ngày cho chiên tối. Đúng thời gian. Tưởng đâu là giờ này còn chiên. Không, từ này hết rồi. Dạ. À đây này, nhưng mà vẫn còn đây này. Đúng rồi, cái bánh này anh vừa mới ăn. À, một phần là bao nhiêu tiền đây? Một phần là 3 cái, một phần là 60.000 mua 3 cái. Em mượn cái này em xem thử nha. Em muốn xử lý xong thì thoải mái luôn. Thoải mái luôn. À, bánh tôm của Tây Hồ nha các bạn. Nhìn chất lượng. Nhìn con tôm, mình cảm giác là tôm tươi ngon rồi đó bạn Diễm ạ. Mà cái bánh nó màu vàng đẹp. Đây này. Còn bao nhiêu đây nữa là hết luôn anh? Hôm nay mới chiên hết cái này thôi, bán hết buổi sáng nhiều rồi. Đây, em muốn lật lên xem. Nay là Diễm theo thay mặt anh là giới thiệu với các bạn nha. Đây các bạn coi một cái bánh này. À, rất là đầy đặn luôn nha, có hai con tôm này. Phải là tôm tươi thì chiên xong mới bỏ nó mới được như thế này nha các bạn. À, theo anh Dũng thì anh Dũng ăn mấy cái? Mình nghĩ là do cái bánh nó to như thế này á, mình chỉ ăn được 2 cái để bụng ăn thêm món khác nữa. Đây cái này ăn cái này, tôi dùng tôm này. Đúng chưa? Đúng rồi, chất lượng đấy. Đấy, rất là ngon luôn nha. Nhưng mà một quán này mà anh nói là ngày hôm nay là cực kỳ đông khách buổi trưa luôn các bạn. Đây thì Diễm chụp tấm hình nha. Đây, mình nhả lại bên này xem các bạn ấy làm một chút. Đây là bún ốc đúng không em? Ủa, ốc này ăn với đá này. Tô này là bao nhiêu tiền đấy? 50 50 ngàn. Đi bún em ơi. Nhưng mà ở đây là dùng ốc rất là bự. Ba đi ba. Đúng rồi ạ. Thế của bà nào không có. Kê của thỏi nhau cũng kê à? Để có kê nhau. Ừ, đây. Thằng ốc chậm. Đây. Của bà đây. Ở đây là em để ý là anh dùng cái ốc khổng lồ đấy nhỉ? Vâng, ốc ngon đấy ạ. Cái này là ốc lát hay là ốc gì? Ốc mít ạ. Ốc mít ạ. Vâng, ốc mít ạ. Ừ. Ốc ngon đấy ạ. Ốc ngon đấy ạ. Ốc ngon đấy ạ. Nhưng mà coi cô mà mình có nhớ được là một ngày mà lấy nhiều nhất là bây giờ bao nhiêu cái ốc không con? Một ngày bao nhiêu cái ốc rồi không? Không nhiều lắm. Tại là ốc to to mà lấy con nào con lấy cả bá luôn ấy. À. Đói bụng rồi đấy bạn Diễm à. Vâng. Cái này là ốc rồi có cả cá nữa mà cô. Ừ, người ta thích ăn bữa ốc với cá. Có gì rồi bà ơi. Cái kia là 50 ạ. Vâng. Chị đây là chị thu tiền nha các bạn. Quán tên là Nhâm Thìn, vậy là ai là chủ quán? Ai là chủ quán? Đây chủ quán là chị Áo Xanh. Chị Áo Xanh Nhâm Thìn. Anh Dũng ơi, thực sự luôn quá ấn tượng với cái ốc ở đây luôn á. Như này, con nào cũng thấy rất là bự luôn nha. Ốc quá tươi và chắc thịt mà to, nó ăn nó mới đã. Con nào cũng thấy bự cha bá luôn ấy. Có bún riêu rồi bún ốc luôn em hả? Vâng, có bún cá, bún ốc, bún riêu, bún bò. Nhà mình thích ăn bún gì cũng được ạ. À. Đây là cái
cái cả chua ở đây nhìn cũng ngon đấy bạn Diễm à. Đúng là uy tín đấy. Diễm sẽ ăn bún rêu. Bún rêu của ốc. Em nhớ chừa cho chị một suất bún rêu nha. Đây chị ạ. Một cái cầm mới làm đi, ta bê cho. 37 nha. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Bên trong là cực kỳ đông đúc luôn. Càng đông lắm. Nhưng mà ốc á là kiểu là nước luộc ấy, người ta vẫn cứ để trong đó thôi. Gần hết vơi vơi là mới múc từ cái thau này cho ra đây các bạn. Mình nghĩ là một phần để cho cái ốc nó không bị khô ấy, để trong cái nước luộc ốc thì cái thịt ốc nó không khô, không săn lại mà nó vẫn tươi ngon. À bên này là bánh tôm à? 11. Đây. Đây là một phần là một dĩa này à? Và đây là hai suất này ạ. Hai phần, một phần hai, phần ba. Rồi đông quá các bạn. À, 2, 4, 6. Mình để ý là mọi người vào đây ăn bún ốc mà nãy giờ là còn nhiều hơn cả bánh tôm hay sao? Hay là khu vực làm bánh tôm bên kia? Vâng, bún bên này. Bún bên này. Ôi. Nhìn hấp dẫn quá nhiều ha. Rô này là vẫn 50 hay em thôi chị? Đưa ta xem, đưa ta xem bún gì đó. Một riêu một tổng cầm. Một riêu một tổng cầm à. Một con ốc chắc phải 2-3 ngón tay luôn á. Con ốc này lúc mà đang còn nguyên con chắc phải bằng cái nắm tay mình á, quả trứng gà ấy. À, có cả bò tái nữa này. Có một bao ốc rồi chị nhá. Chưa tí cô ơi. Chưa tí cô ơi. Cháu chạy đồ. Trang không kịp luôn à. Ngon quá. 2, 4, 6. 6 phần đặc biệt luôn. À đây là có cả bò nữa nha các bạn. Cho 2, 3, 4 nước đi cũng. Người ta đi. Cô rất là tươi luôn á. Cô rất xinh đúng không? Dạ, rất xinh. Chị ơi, quán của mình đây chắc là bao nhiêu năm rồi chị á? Mấy chục năm rồi ạ? 34 năm ạ? Hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm. Từ ngày ở trong kia cơ mà 30 năm rồi. Dạ. Chắc là mình vào bàn đấy bạn Diễm à? Mình thấy thèm lắm rồi. Dũng muốn gọi luôn hay anh Dũng sẽ ăn sau? Bạn Diễm ăn trước thì mình gọi sau, không có nó nguội mất. Cô ơi, cô cho con một tô đầy đủ như thế này, xong cho thêm cái thịt bò nữa nha cô. Rồi, riêu cô là do cho cô nha. À, bún riêu cô đầy đủ, à, bắp bò luôn. Anh là hay đấy. Với lại một đĩa đầy đủ bánh tôm. Một đĩa đầy đủ là mấy cái ạ? Rất là 3 cái. Cái cho 6 cái đi. Còn lại thêm bao người? 3 người, 3 người. 3 người nhưng mà em ăn trước 6 cái thôi. Thêm một tô ốc nữa. À, khách gọi là sẽ chiên lại ha. Vừa chiên xong rồi ạ. Dạ. Hai khoai tây chiên. Ở đây có cả bánh bột lọc nữa sao này? Nhiều lắm. Ở trên cái bảng là có ghi đầy đủ hết á, có cả bánh bột lọc nữa. Cho một bột lọc và hai nữa này. Đấy. Đây, bánh tôm đây. Thêm một tô ốc nữa nha. Ốc luộc. Ốc luộc. Ở đây là phải ăn ốc luộc các bạn ạ. Tôm to 2 lọc 2 khoai tây. Can nào? 6 hồ. Ăn 6 hồ. Cùng vào ạ, vào. Không. Đấy, cho chanh vào. Luộc ốc. Luộc ốc là phải có nhiều lá chanh này nó mới thơm này. Thơm quá. Mấy cháu hồ vừa vào không? Cháu hồ vừa vào không? Đấy rồi. Nhìn xem nào. Đây.
À, úp cái tô này luôn hả cô? Hay là mở ra? Úp tô này luôn. Khi mình ăn là mình sẽ mở ra. À, khi nào ăn mở ra? Cô mở để mở. Cô mở cho con đi. Mình dùng cái bát này mình dùng búa. Quá ngon đúng không? Quá ngon. Quá xinh đúng không? Ra cho hai con lọc cái không bao đó. Chỉ mình đến vô lọc còn phải để nó chín chưa? Không được dùng. Đi ăn là văn minh không được dùng. Tại vì đông nên là cứ từ từ sẽ tới lượt thôi. Nhưng mà các bạn ở đây làm cũng nhanh đấy. Quá sạch sẽ luôn đấy, đồng chí ạ, quá sạch sẽ luôn. Thì đây, mình bảo là công ty thuốc ra mà không thể không biết sạch lắm. Em ơi, đây của mình đây, tôm 2 này, 6 cái này, em bắt ốc. Vâng, cho em vào bàn đi. Cho con vào bàn đi cô. Em vào bàn đi, xong rồi để bàn nào thì em lên ra. Đi đi. Cả bắt ốc rồi, cô ơi, cô ơi. Bắt ốc rồi. Đến khay. Đây, cả 2 cái này. Nào cô ơi, để cho ông anh nào. Nào cho một lọc 2 nào. Một lọc 2, một tôm 3 nào. Tôm 2, 4 đúng anh ơi. Đây đây, để đây cho bê cho cái đồng chí này. Đúng rồi. Ê, đông quá rồi. Wow. Gần như là kín bàn này các bạn. Cái nước chấm nó đầy đủ. Hết bàn ơi, ngồi bàn bàn, bà kia bàn xong rồi. Hai người bên kia là cũng phun luôn rồi. Hai người xuống đây ngồi ghép lại. Em chào chị. Mở nắp xong đã nha. Đây bây giờ đây điều bất ngờ là đây nè các bạn ơi. Đây, em sẽ mở cái tô này ra nha. Bốc khói luôn này. Tại vì hồi nãy là mình đã mở một lần rồi, còn nếu mà úp từ bếp ra đây luôn là sẽ nóng bốc khói nha. Hồi nãy mình mở thì mình xem thử. Nhưng mà anh Dũng biết sao, chắc đây là cái quán ốc mà Diễm thấy là cho nhiều lá chanh nhất luôn ấy. Nè, này chắc là ốc mít quá. À, thơm quá. Nhưng mà mình vào quán này cũng là một cái lựa chọn chính xác. Đầu tiên anh chủ quán là khán giả Kinh Phạm Dũng này. Và thứ hai nữa là mình cảm giác là quán này cái đồ ăn vào giờ phút này vẫn còn rất là nhiều đồ ngon luôn. Cảm ơn em. Đây, quán Dũng đây nha. Vô các bạn nha. Về Hà Nội thật sự là rất là thích ăn ốc các bạn. Giòn đã nha. Chấm cũng ngon nữa. Trời ơi, giòn quá. Người ta luộc rất là khéo nha các bạn. Mình ăn là nó giòn ngọt lắm luôn á. Mà cái mà mình thích anh Dũng biết không? Là ốc ở đây á, Diễm thấy là rất là mập. Mập sạch nữa. Ngon quá. Ốc này là ốc bít đúng không anh Dũng? Ốc lát. À, đít ốc bằng lát này. Là đít bằng. Con này là con nhất của ngon nhất của cái dĩa này luôn ấy. Cho anh Dũng nha. Các bạn Dũng, mình ăn con này nữa xong là tập trung quay thôi. Hai con là đỡ thèm các bạn ạ. Mình chấm vào cái chén này nha. Thực sự là cái con ốc các bạn, nó sạch mà thịt nó chắc, nó ngọt. Đấy các bạn nha. Nước mắm này kia người ta làm mình cảm giác là đơn giản ấy, nhưng mà chấm rất là hợp với ốc này luôn. Chua chua ngọt ngọt. Đã thèm à. Wow, chẳng tin chưa. Quay đều. Nước mắm này là cái họ làm theo kiểu chua ngọt này, cho gừng này, xả gừng này và cái vỏ tắc này với lại lá chanh. Người ta nói là ăn ngon mà đã cái nư luôn á. Cái tô bún riêu của mình mà thấy lâu rồi ta. Có khi nào đông quá quên mất rồi. Thôi, chào em nhé. Dạ, chào các chị nha. Chào cả nhà. Chị là cũng làm xong tô ốc luộc rồi. Tô bún đó.
nhưng mà để đổi vị á, mình sẽ làm thử bánh tôm. Đây người ta cho cái đu đủ này với lại nước mắm, ăn theo gần giống như là bún chả đấy. Cho mấy lát ớt này nữa qua nữa nha. Chiên rất là hay nha. Này cái màu vàng của nó đẹp à Diễm à. Ăn cái này thì chắc chắn là sẽ mập nha các bạn. Nhưng mà vì ngon cho nên là cứ thưởng thức thôi. Mời cả nhà nha. Với những món mà chiên như thế này nha thì theo mình cảm nhận á, phải là dầu chất lượng, dầu mới thì cái mùi bánh nó mới thơm được, nó không bị hôi á. Bây giờ giờ này quá đã. Thịt tôm rất là ngọt nha. Nhưng mà cái quan trọng là cái bánh này mình tưởng là nó bị khô cứng em Dũng, nhưng mà không có. Nó kiểu giòn hai bên bìa này thôi, nhưng mà bên trong nó vẫn còn mềm nha. Này là cứ chấm ngập thôi các bạn. Dạ. Cô là ăn có hay ăn bánh này không? Cô có hay ăn bánh không? Cái ngày nào cũng ăn luôn á. Dạ. Đây đây cái thằng đấy bắt đầu nhiệt tình dễ thương hết. Bạn chỉ có cảm nhận là cái bánh tôm này nó giống cái bánh nào từng ăn không hay là nó khác hoàn toàn? Bánh này rất đặc biệt các bạn. Mình ở trong Sài Gòn là mình chưa ăn chỗ này. Nếu mà ở trong Sài Gòn có cái loại bánh nào? Bánh cống hả? Bánh cống hay là bánh khọt? Không, bánh khọt thì không phải. Tại bánh vì cái đồ, cái này nó rất là giòn. Nhưng mà bột này thì kiểu có hơi ngọt nhẹ một tí nhưng mà rất là ngon. Mình cảm giác cái bánh này phải cuộn với rau á. Bàn bên là rất là dễ thương, đang hỏi là ngồi ăn kế bên thì có ảnh hưởng gì tới Phạm Dũng không? Nhưng mà anh Dũng nghe nói gì không? Bánh tôm thì có sẵn, nhưng mà bún riêu là phải chờ hơi lâu ấy. Bây giờ ngoài kia người ta ăn bún nhiều lắm, chưa làm kịp. Đấy. Chắc là trời này ai cũng muốn làm một tô bún. Thực ra là mình nghĩ rằng bắt buộc phải gọi một tô bún thôi. Tại vì mình đã ăn bánh tôm rồi, dầu mỡ rồi, ăn ốc rồi. Thì cần một cái tô bún để nó hài hòa lại sau hai món kia. Không thể thiếu được một tô bún. Nhưng mà anh Dũng là một người rất là thích ăn cái kiểu mà tôm mà ăn của bánh xèo ấy. Thì mình nghĩ là cái tôm này anh Dũng sẽ rất là thích luôn. Anh Dũng có thử cái miếng này không? Để mình thử cái bánh trước nha. Mời các bạn nha. Ngon quá thật sự luôn ấy. Không bị cứng đúng không? Không cứng, giòn. Thơm. Đây, cho anh Dũng miếng ăn giấy nha.
Con tôm này nếu mà so với con tôm trong bánh xèo á thì nó có sự khác biệt. Đó là con tôm này khô hơn con tôm trong bánh xèo. Tại vì chắc là họ chiên theo cho chiên trong cái bánh ấy. Đây là đợi cái bánh nó chín ấy. Cái bánh này thì nó sẽ dày hơn là cái bánh xèo. Nhưng mà phải nói là khi mà mình nhai tới cái phần dày nhất của con tôm thì nó rất là thơm và ngọt luôn. Bây giờ đó là Dũng ăn bánh tôm đi. Mình là sẽ cho, mình sẽ lệ ốc cho nó đầy chén một chút rồi bún riêu của mình ra. Mình sẽ vớt cái ốc này mình cho vào cái bún riêu. Này có ốc mập chưa này. Ăn cái bánh là hơi dầu mỡ thì làm con ốc thì hợp lý này. Cảm ơn Diễm nha. Bây giờ là bạn Diễm phải chờ tô bún đấy. Bánh tôm này ngon nhưng mà mỗi người ăn chỉ khoảng tầm cỡ 2-3 cái là hết đất rồi các bạn. Sau 2 phút chờ đợi thì tô bún của bạn Diễm đã tới rồi. Bún thập cẩm luôn nha các bạn. Đây là thập cẩm thì sẽ có cá này. Đó, cá đã chiên này, xong rồi riêu cua này, bắp bò này, ốc này, đậu hũ nè. Đó anh Dũng là tô này bao nhiêu tiền? Hồi nãy mình hỏi là 50 ngàn thì không biết là có cá thêm thì có phải là 50 không hay là nhiều hơn? Tô này xin thông báo với các bạn là 80 ngàn nha. 80 ngàn. Đó. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. À, đố anh Dũng như bây giờ ốc này mình lễ vậy không biết là bao nhiêu tiền đi. Mỗi con ốc 2.000 à. Đấy, cho vào đây. Hấp dẫn chưa? Mời cả nhà nha. Ngon quá chứ lại. Thật ra anh Dũng nhìn đó, mình nhìn bề trên nha, mình tưởng là nó không nóng nhưng thật sự nó cực kỳ nóng luôn á. Nó hỏi vừa ăn luôn á. Nhưng mà cái nước rất là thơm. Ở ngoài này khi mà nấu những cái loại bún ấy thì mình hay thấy người ta hay cho cả cái thịt là vô á. Cái mùi nó rất là thơm. Quán này là hồi nãy chị chủ quán nói là ba mấy năm mà Diễm à. Thì đủ chứng tỏ là cái sự lâu đời và cái kinh nghiệm của quán rồi. Nên là quán đông khách tấp nập luôn. Có thể là quán đời đầu đấy. 34 năm rồi, bao nhiêu thời gian thế là cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi hả? Tức là tuổi đời của quán nhiều hơn tuổi đời của mình và anh Diễm. Mình và anh Diễm mới có vừa qua 30 thôi. Lúc mà quán chắc là mới nảy ra ý tưởng là mình chưa ra đời. Lúc đó là có thể là bố mẹ mới quen nhau. Nhưng mà ở ngoài này các bạn, cái nước ấy ngày xưa nó gần giống với kiểu bún riêu ở trong miền Nam. Nhưng mà cái hương vị trong miền Nam thì nó sẽ nhiều cái dầu điều hơn này. Và nó có hơi hướng ngọt một tí. Nhưng mà cua ở ngoài này cũng rất là béo nha. Cua là gạch cua nguyên chất luôn ấy. Cái này là cá chiên giòn. Cho nên nó không ngon cái độ giòn nữa. Nhưng mà khi mình nhai miếng thịt cá thì nó rất là thơm, mềm và ngọt. Nhưng mà cái quan trọng là bạn Diễm có thấy là hài lòng không? Thấy hợp khẩu vị không? Mỗi một nơi một cái nét văn hóa nha. Nhưng mà nếu mà nói là muốn đi giữa miền Nam và miền Bắc ấy, thì mình xin là đứng về nghiêng một tí về muốn đi miền Nam. Tại vì bún riêu miền Nam thì có giò heo này, có huyết này, rồi có cả ốc nữa. Có cả mắm tôm nữa. Đúng rồi, mắm tôm. Thực ra là có thể là mỗi quán hay là mỗi nơi làm lại mỗi cách khác nhau. Nhưng mà đúng là bạn Diễm vẫn quen là ăn bún riêu ở miền Nam hơn. Nhưng mà ở đây thì cái nước của bún riêu ở Hà Nội mình ăn khoảng 3-4 lần rồi.
thì những nơi mình mà đã ăn ấy, thì đều có một cái cách chung về cái nước lèo như này. Nó hơi trong trong một chút nhưng mà có độ ngọt thanh chứ không hề bị nhạt nước nha. Đây, và cái ấn tượng của quán này là người ta dùng cái con ốc rất là bự nha các bạn. Hôm nay là mình nghĩ là bạn Diễm phải dùng một cái từ đó là no cành hông. Mà ốc tươi thật sự luôn. Đối với riêng Phạm Dũng thì ngày hôm nay là mình thấy hài lòng, thấy vui lòng. Tại vì ban đầu mình định tới Hồ Tây và ăn bánh tôm Hồ Tây và bún riêu thôi. Nhưng mà không ngờ là lại được vào bên trong phủ Tây Hồ để đi lễ. Và đúng là ngày mùng 1 luôn. Thì nó cũng làm cho mình cảm thấy là nhẹ nhõm trong lòng. Tại vì trong một cái chuyến đi dài như này thì mình rất cần rất nhiều cái sự may mắn này, sự bình an bạn Diễm ạ. Đặc biệt là ngay thủ đô nữa chứ. Thì tại vì mình ở thủ đô thì cũng có thể là ở hết ngày mai nữa là sẽ di chuyển. Thì cũng không biết là mình đi thì mình vừa đi này, vừa tìm những cái địa điểm ẩm thực hay là những cảnh đẹp ấy để giới thiệu cho các bạn. Nên là cũng không biết là mấy hôm là sẽ về tới Sài Gòn. Cho nên là hy vọng rằng khán giả của kênh Phạm Dũng khi mà xem video này á, mà có địa chỉ quán ăn ngon nào ở mọi tỉnh thành ấy, thì các bạn comment dưới video này nha. Để có thể là tụi mình cân nhắc hợp lý thì tụi mình sẽ đến. Đây, những món dân dã thôi nhưng mà rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Các bạn coi bàn kế bên này, rất là ngon luôn nha. Cô ấy là cũng ăn giống như mình, là bún riêu, rồi bánh tôm này, vẫn là ốc này đó. Ở đây thì còn vài món nữa. Nếu mà các bạn đi đông người thì các bạn có thể là cân nhắc nha. Nhưng mà với Diễm trải nghiệm như thế này là mình có thể chiều là đi Hồ Tây này, mình có thể vào bên trong phủ này, rồi sau đó ra đây thưởng thức thì là một điều rất là tuyệt vời. Đi ăn là đi ăn cả gia đình này mới vui này. Bạn này là chắc là cả nội ngoại luôn quá. Đây là cả ông bà nội ngoại là đúng không? Là ba chị em. Ba chị em. Ủa. Đây là như thế này mới là vui coi nhỉ. Thế là hồi nãy là nhà mình vào phủ chưa cô? Có vào phủ đi tối. Không vào tối. Đi tối không vào được. À. À hết giờ rồi. Đi sớm thì mới vào phủ cho mình lễ được ra. Dạ. Đây là mình là bây giờ là phải vừa ăn từ từ các bạn. Quá là no luôn. Một hồi chắc là phải nhờ anh Dũng là phụ mấy miếng cá nữa. Tại vì các bạn thấy là cơ bản là mình cứ gọi một tô 50 ngàn thôi. Chứ một tô 80 ngàn là khi các bạn chỉ ăn một tô bún thôi thì 80 ngàn mới hết. Chứ tô 80 ngàn này là nhiều lắm nha các bạn. Thực sự là ngày hôm nay mình cảm thấy vui khi được cùng với khán giả kênh Phạm Dũng tới Hồ Tây, đi phủ Tây Hồ và ăn bánh tôm Hồ Tây cũng như là ốc luộc và bún riêu ngày hôm nay. Mình hy vọng là khán giả kênh Phạm Dũng, đặc biệt là ở xa tới thì cũng có dịp tới khu vực phủ Tây Hồ này để thưởng thức các món ngon cũng như là đi lễ nếu như có duyên. Còn không thì các bạn xem clip của mình để giải trí. Và ngày mai thì mình vẫn tiếp tục cái hành trình trở về Sài Gòn và dự kiến của mình thì cứ đi thôi. Tới đâu có cái gì hay, cái gì ý nghĩa thì mình lại quay gửi tới khán giả kênh Phạm Dũng. Hy vọng là các bạn có dịp thì nhớ đến Hà Nội nha. Còn mùa thu thì từ từ nha các bạn ơi, thời tiết vẫn còn nóng lắm ấy. Clip này thì mình cũng xin được phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn nha. Chào cả nhà. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.